Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay chủ nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy cấp phát tiền trợ cấp theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. An Thủy chủ động phòng chống lụt bão. Phóng sự làm giàu trên vùng đất hoang. Ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy vừa tổ chức cấp phát tiền trợ cấp một lần cho 148 đối tượng theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, hướng dẫn của các cấp, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện có nhiều biện pháp lãnh đạo triển khai thực hiện, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân về mục đích ý nghĩa của chính sách đãi ngộ của Đảng nhà nước, đồng thời khẩn trương tổ chức xét duyệt hồ sơ một cách khách quan nghiêm túc theo quy trình đúng người đúng chế độ tiêu chuẩn để đề nghị lên cấp trên hơn 3.000 hồ sơ theo quyết định 62. Như vậy, tính từ đầu năm 2013 đến nay, đây là đợt thứ 12 Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức chi trả cho trên 2.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Đầu Thị Hành ở thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Bà Đầu Thị Hành năm nay đã 85 tuổi, có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và con trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện đang được làm các thủ tục để phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch đã khảo sát quyết định tham mưu cho quân khu 4 trích 70 triệu đồng trong nguồn quỹ xây dựng nhà tình nghĩa của quân khu, hỗ trợ cho bà Đầu Thị Hành xây dựng nhà ở. Ngoài nguồn vốn trên, bà Đầu Thị Hành còn được hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn vốn sửa chữa nhà ở cho người có công. Gia đình đóng góp 20 triệu đồng và các ban ngành đoàn thể xã Cảnh Dương hỗ trợ thêm ngày công lao động. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thiện. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch đã tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà cho bà Đầu Thị Hành. Xã Lê Hòa, huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 64 năm ngày thành lập lực lượng công an xã, mùng 10 tháng 10 năm 1950, mùng 10 tháng 10 năm 2014. Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an xã đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an xã nói riêng. Lực lượng công an xã đã khẳng định được vai trò vị trí nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ngay từ đầu năm 2014, Ban Công an xã Lê Hòa đã tham mưu cho các thôn trên địa bàn, kiện toàn các ban an ninh, tổ đội xung kích. Đến nay đã kiện toàn được 5 ban an ninh có 42 thành viên, 5 đội xung kích 29 thành viên, 5 ban hòa giải ở cơ sở có 45 thành viên, 2 đội cờ đỏ của 2 trường học có 14 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Ban Công an xã đã tiến hành tuần tra 6 đợt với 56 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 21 trường hợp. Đồng thời, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức tuần tra 26 đợt với 115 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Cùng với các địa phương khác của huyện Lệ Thủy, hiện nay chính quyền và người dân xã An Thủy đang tích cực chuẩn bị cả phương án phòng chống lụt bão. Hiện nay toàn xã An Thủy có hơn 300 chiếc đò thuyền các loại, xác định đây là phương tiện chính trong việc di chuyển cũng như ứng cứu khi có mưa lũ lớn xảy ra. Vì vậy, người dân địa phương đang khẩn trương tu sửa, gia cố những chiếc đò hiện có. Bên cạnh đó, xã An Thủy cũng đã tiến hành kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở cấp xã, thôn, các đơn vị trên địa bàn. Chính quyền xã An Thủy cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân kịp thời vận chuyển lúa gạo, cả phân dùng cần thiết lên chỗ cao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản khi có bão lũ xảy ra. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước là thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7:30 ngày 15 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Xã Bảo Ninh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Phóng sự làm giàu trên vùng đất hoang. Hiện nay xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân nơi đây. Để nhanh chóng cán đích nông thôn mới, Quảng Hòa đã phát huy hiệu quả vai trò ngành nghề nông thôn nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Để hoàn thành các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Quảng Hòa đã đẩy mạnh việc vận động người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác xã, xây dựng nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Đặc biệt các mô hình tổ hợp tác gen mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, các cơ sở sản xuất bún bánh được đầu tư máy móc sản xuất có hiệu quả, giải quyết việc làm cho 235 lao động địa phương. Hiện toàn xã có 4 hồ đúc, 12 hồ gen và 80 cơ sở sản xuất bún bánh. Để duy trì và phát huy có hiệu quả ngành nghề nông thôn trong thời gian tới, Quảng Hòa tiếp tục tuyên truyền vận động bà con phát huy tối đa hiệu quả các loại hình sản xuất, đồng thời có những giải pháp tích cực nhằm khuyến khích bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Cũng trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, chính quyền và người dân địa phương sẽ nỗ lực để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí. Cụ thể, xã Bảo Ninh hiện còn 2 tiêu chí chưa hoàn thành là chợ và khu trung tâm văn hóa xã. Đối với công trình chợ Bảo Ninh, Ủy ban nhân dân xã đã đầu tư 7,5 tỷ đồng để xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10 năm 2014. Đối với công trình khu trung tâm văn hóa xã đã hoàn thành quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thiết kế sẽ khởi công vào cuối tháng 10 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12. Khi hai công trình chợ và khu trung tâm văn hóa hoàn thành và đưa vào sử dụng, xã Bảo Ninh là một trong 4 địa phương của thành phố Đồng Hới hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong những ngày vừa qua, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh đã triển khai bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn đường nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Duy Ninh đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí chưa hoàn thành đó là thủy lợi, giao thông, cơ sở văn hóa, trường học, trạm y tế và hộ nghèo. Xã sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2015. Các thôn ở Duy Ninh đã và đang triển khai giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đã được cả cấp hội cựu chiến binh huyện Quảng Trạch triển khai sâu rộng. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cựu chiến binh có ý thức tự lực vươn lên làm giàu chính đáng. Cựu chiến binh Tưởng Văn Phản ở thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch là một trong những điển hình đó. Sau gần 6 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trong lữ đoàn 101, đảo Phú Quốc, vùng Nam Hải quân, năm 1982, ông Tưởng Văn Phán phục viên về quê ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Những năm đầu vừa mới xuất ngũ, cũng như nhiều anh em đồng đội khác của mình, cuộc sống của cựu chiến binh này gặp nhiều khó khăn. Vợ già con thơ, thu nhập gia đình chỉ trông chờ vào mấy sao ruộng. Cái ăn chưa đủ, chưa nói đến việc dư giả cho con cái ăn học đàng hoàng. Mãi đến năm 1992, khi chính quyền địa phương có chủ trương khuyến khích vận động bà con nông dân trên địa bàn khai hoang vùng đất mới, phát triển kinh tế, ông Phản đã quyết định chuyển cả gia đình lên khu vực Khe Lau, một vùng gò đồi cách khu dân cư gần 5 km để bắt đầu lập nghiệp. Khi mới lên vùng Khe Lau này, khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, hai vợ chồng ông đã khai khẩn đất hoang, phạt cây dài, cây bừa, sử dụng một diện tích để trồng cây ngô, khoai, sắn, lạc. Để có gạo ăn, ông cùng vợ trồng cây lúa nước. Lương thực làm ra, dư giả, ông đem bán, có thêm tiền thì mua gia súc. Tận dụng địa hình gần đồi núi, ông mua dê về nuôi thả, rồi mua thêm bò, thêm trâu, lợn để đa dạng vật nuôi. Cần mẫn làm ăn, xuất chuồng được lửa lợn, bán được lửa bò, dê, ông mua thêm giống về nuôi tiếp. Cơ thể tổng đàn tăng lên, thu nhập ngày càng khá, cuộc sống dần được cải thiện. Sau 5 năm cần cù, vợ chồng ông đã biến trên 9 hecta diện tích đất cây dài và sỏi đá thành rừng keo bạch đàn, vườn cây ăn quả, ao cá, ruộng lúa, chuồng trại. Tất cả đều theo hướng thâm canh và chủ động về cây con giống. Năm 1995, ông Phản đã mạnh dạn đầu tư để kéo điện về tận trang trại của mình. Có điện, ông lắp thêm hệ thống Internet để tìm hiểu kiến thức chăn nuôi trồng trọt qua sách báo trên mạng, trao đổi kinh nghiệm làm giàu trên các trang chuyên đề.
Đến nay, người cựu chiến binh này đã và đang làm chủ 4 hecta rừng trồng, một vườn cây ăn quả. Đàn gia súc gia cầm hiện có 15 con bò, 10 con trâu, 35 con dê sinh sản, trên 1.600 con vịt đẻ trứng, gần 200 con gà, 200 con ngan ngỗng. Trên 10,6 hecta diện tích ao hồ nuôi cá các loại. Hàng năm, từ mô hình trang trại này, ông Phán có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương thì coi như là tôi cũng là hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi bán với vợ là coi như ra là đi lập mô hình trang trại để có thêm thu nhập trước nữa, để có thêm gia đình nuôi con ăn học. Sau đó này có hàng năm coi như là gầy cái đồng vốn lên để xây dựng coi như là cái mô hình trang trại để mà tổng gọi tổng hợp để mình chăn nuôi. Nay đã có là cái thu nhập thường năm thì coi như là có tích lũy lại để nuôi con ăn học, sắm được coi như là ô tô ben, rồi là coi như là máy cày, máy trút lúa, rồi là máy bơm và các công cụ khác nữa. Để có được thành quả như hôm nay, trang trại của ông Tưởng Văn Phán đã vượt qua bao nhiêu khó khăn. Trong cơn bão số 10 năm 2013, trang trại của ông bị thiệt hại lớn về vật nuôi và tài sản, ước tính hơn 500 triệu đồng. Mặc dù luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng với tinh thần lạc quan, biết đứng lên từ những gian khổ, ông Phán và gia đình vẫn quyết tâm phấn đấu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ngoài từ làm giàu cho mình, cứ đến mùa vụ thu hoạch, ông Phán còn giúp cho 10 đến 15 lao động là con em của các cựu chiến binh khác trên địa bàn có thêm việc làm, thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Vừa qua, cựu chiến binh Tưởng Văn Phán đã được Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu huyện Quảng Trạch tôn vinh, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Hội cựu chiến binh huyện Quảng Trạch đã luôn luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, vươn lên làm giàu chính đáng, và có thể nói là trong huyện nhà hiện nay thì có trên 100 mô hình trang trại, gia trại và phát huy hiệu quả từ 100 triệu đồng trở lên, hàng năm thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Đối mô hình của ông Tưởng Văn Phán ở đây thì có thể nói đây là mô hình điển hình về trang trại tổng hợp trên tất cả nhiều mặt. Và trong những năm qua đấy thì bằng cái nỗ lực, ý chí tự lực tự cường vươn lên, và đến bây giờ đấy chúng ta thấy có thể là hiệu quả hết sức thiết thực rồi đấy. Đây là mô hình tốt, là mô hình có hiệu quả. Rồi đây ấy, là hội cựu chiến binh huyện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức học tập để nhân mô hình này cho đối các hội viên trong toàn huyện. Những kết quả mà bản thân và gia đình cựu chiến binh Tưởng Văn Phán đã đạt được cho thấy người không phụ đất thì đất chẳng phụ công người. Mặc dù đến nay khi có của ăn của để, người cựu chiến binh này vẫn luôn tâm niệm rằng không bao giờ tự bằng lòng với những gì mình đang có, mà phải luôn ý thức và động viên con cháu không ngừng lao động, tiếp tục làm giàu cho gia đình. Khi có được thành quả nhất định thì hỗ trợ giúp các hộ dân khác trong cách làm ăn, cách làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, hàng năm ông luôn trích một phần tiền dành cho công tác từ thiện nhân đạo, tích cực hưởng ứng những phong trào thi đua, phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với những gì cựu chiến binh Tưởng Văn Phán đã và đang thực hiện, ông luôn xứng đáng là tấm gương cựu chiến binh gương mẫu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 12 tháng 10, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngay có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngay có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngay có lúc nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.